bị lên cầu. Chuẩn bị lên cầu nha mọi người. Lên cầu Đức Hòa, cầu lớn Đức Hòa mọi người. Lên cầu Đức Hòa. Đức Hòa về Đức Hòa, Đức Hòa Long An nha mọi người. Đức Hòa, Đức Hòa về Củ Chi. Đường về Đức Hòa, Đức Hòa rất đẹp nha mọi người. Nên review cho mọi người xem ha. Ai về miền Tây sẽ biết. Mọi người hôm nay đi miền Tây, đi về Bình Dương nha mọi người, đi qua Đức Hòa, Đức Huệ, rồi qua Củ Chi về Bình Dương rồi. Rất đẹp cho mọi người, anh review cho mọi người xem ha. Thank you.
đặc sản đậu phộng nấu, đậu phộng gan mọi người. Chuẩn bị chạy củ chi nha mọi người.